gắng sức hết mình. Nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên mà đời. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam. Xin được mến chào quý khán giả thân thương của quê hương Đồng Khởi xứ Dừa. Trước mắt của chúng ta sẽ là lượt trận đấu thứ hai ở khuôn khổ giải bóng đá NCT Football Tournament mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Anh em FC và The Spear sẽ là hai đội bóng góp mặt ở trong lượt đấu này. Sắc cam sẽ là trang phục thi đấu của tốc độ The Spear. Hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Anh em sẽ thi đấu trong trang phục sắc xanh và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Anh em là đội bóng của chủ tịch Alnadi Hoàng Ân, lỗi thuộc về em Ân. Số 10 Tri Tiều Phu, số 8 Minh Tuấn, số 80 Văn Hậu, số 90 Ngọc Thiện, số 11 Thành Hòa. Cùng với số 7 là A Đại. Tri Củi, Thanh Nhàn, Kiệt Nam Mà, Vĩnh Hưng, Hưng Ngàn, Thành Ban. The Spear với đội hình số 10 Hoàng Triều, số 15 Hoàng Thái, số 12 Gia Huy, số 47 Minh Tiến, số 11 Kiệt Nam Mà, Thủ Thành, số 1 Huy Tô Yota, cùng với số 6 là Minh Ác Gương. Hưng Ngàn, Thanh Nhàn, đường trả về hơi mạnh. Hoàng Triều, Vũ Phong. Phong Bò Né vẫn là người gác đền số 1 của ADFC ở mùa giải năm 2024. Hưng Nghệ An, Hưng Nghệ An cũng đá rất hiệu quả trong đội hình Jerry Handsome. Thành Bang, Đức Italia, chủ tịch Ngọc Đức có phong cách rất châu Âu, đến từ The Spear tốc độ. Các bạn có thể theo dõi trang cá nhân của chủ tịch Ngọc Đức, Đức Italia. Hoàng Triều, hôm nay cũng có người đặc biệt của em Triều tham gia cổ vũ. Bóng đã chạm vào hậu vệ của Adam. Lần này lỗi với Tri Củi, Natri. Không, đây là Anani. Anani và Natri đều thi đấu bên là cánh trái. Hưng Nghệ An, bóng đã chạm vào chân của Huito Yota. Hưng Nghệ An, cơ hội vào 1-0 cho anh em. Thanh Nhàn là người ghi bàn. Bàn thắng quá nhanh các bạn.
1-0 cho anh em. Thanh Nhàn là người ghi bàn thắng vừa rồi. Hoàng Triều. Trước trận đấu này đã diễn ra lượt trận đầu tiên giữa Nam Hòa Phát cùng với phẩm Malay Sport. Đức Tài. Đức Tài có tên đầy đủ là Đỗ Đức Tài. Hoàng Triều, bóng đã chạm vào Natri. Đưa bóng vào trong. Vũ Phong Huỳnh. Thủ môn Phong bò né cũng không hề mất nhiều lợi thế trong những tình huống bóng bổng. Chiều cao của Vũ Phong cũng rất là tốt. Hữu Huy. Hữu Huy. Đức Tài. Được chuyền vào trong. Chưa được. Được chuyền cũng hơi khó cho người đồng đội phía đó Spear. Hưng An. Tri Cổi. Đinh Hiền. Thành Bang. Đá biên cho Dorsbier. Người theo sát Thành Bang là Gia Huy. Đức Tài. Đức Italia. Phong bò né. Thanh Nhàn. Thanh Nhàn vừa ghi bàn thắng bằng tỷ số 1-0 cho anh em FC trước đối thủ Dorsbier. Lượt đấu thứ hai khuôn khổ và bóng đá NCT Football Tournament. Những lời nhắc nhở đến từ băng ghế huấn luyện của Dorsbier đó là khắc bá. Đã đâu? Và chạm bóng trước đó là của Đức Tài. Kiền này mà Đinh Hiền. Đinh Hiền đến từ mang cửa Kiều Hiền. Đi cuối. Hưng Nghệ An cú đá vào 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 2-0 cho anh em. Một cú đá từ rất xa, bóng đi chìm, bị lập bập hạ gục được thủ thành Huy Toyota Hưng Nghệ An. Đức Italia. Và bóng chưa hiểu ý của Dorsbier. Tự tin lên các bạn ơi. Thành Bang. Hưng An. Bàn ghế huấn luyện Đinh Hiền. Bàn ghế huấn luyện của Dorsbier có lẽ sẽ điều chỉnh về nhân sự trong thời gian còn lại. Anani. Và chạm bóng hay của Anani. Cú đá tiếp theo đến từ Hưng An. Đức Tài. Đinh Hiền. Kina Kiệt Nema. Đã đầu cùng với Đinh Hiền. Hoàng Triều. Gia Huy. Đức Tài. Bóng đã chạm vào Thành Bang. Phản công. Anani. Một pha thả diều của Anani. Ở giải bóng đá Ronnie Cup năm 2023 thì Anani chưa có cơ hội gặp lại người anh em đồng đội thân thiết, đó là Toàn Bèo. Những người con của quân xứ Dừa thi đấu trong tuyển năng khiếu của tỉnh Bến Tre. Vũ Phong. Hưng Nghệ An. Đinh Hiền. Rất bình tĩnh mấy bạn. Bình Hưng, tuy nhiên pha chạm bóng của em Hưng là hơi thiếu cảm giác. Cách biệt đang là hai bàn nghiêng về NAFC trước đối thủ Dorsbier. Trận đấu thứ hai khuôn khổ giải bóng đá Tứ Hùng NCT Football Tournament năm 2024. Giải đấu được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng truyền thông thể thao Fanpage Golf Play và NCT Bebot Sport. Vũ Phong. Anani. Thành Bang. Thành Bang phối hợp với Ân Nghi An. Thành Bang.
Đường chuyền hay của Hoàng Nghệ An, một đường chuyền vào trong của Thành Bang. Trong tình huống vừa rồi, Thành Bang cũng có thể dứt điểm. Góc xúc mà thuận lợi cho các chân trái quen thuộc Đức Italia, tuy nhiên Thành Bang muốn phối hợp các bạn. Gia Huy, chúng ta không cần phải ghi bàn nhiều mà hãy để cho tất cả các anh em đều được thi đấu hết mình. Đinh Hiền, cơ hội đường chuyền hơi mạnh cho kia em à, cơ hội đất đâu quá. Vũ Phong Huỳnh, lá bài tẩy của Đà Suy ở trong mùa giải này là hoàn khen nha mấy bạn. Hưng Nghệ An, Gia Huy, Gia Huy, Hoàng Triều. Vâng, trận đấu này Hoàng Triều mặc áo số 10 là các bạn hiểu rồi. Bóng lại về chân của Anna đi. Hưng Nghệ An, chưa được Vĩnh Hưng nên phối hợp. Lỗi kéo người của Vĩnh Hưng cùng với Kiên Nai mà Vĩnh Hưng đã đi bóng hơi sâu. Chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài Quốc Bảo Ronaldo của anh Châu Nguyễn. Từ Italia, Ngọc Đức, Thanh Nhàn, không vào. Bình tĩnh là các bạn Đà Xuê. Đây là một trong những khó khăn giống như cuộc sống thôi các bạn. Cuộc sống không hề dễ dàng, chưa bao giờ là dễ dàng đâu các bạn ơi. Hoàng Triều, thì cách biệt đang là hai bàn. Đà Xuê đang mất đi về việc kiểm soát khu vực giữa sân, khiến cho lối chơi của tốc độ không thể triển khai. Truy cổi Thanh Nhàn, Kiệt Nam mà bây giờ đang lui về thi đấu nơi vị trí tiền vệ trung tâm. Hưng Nghệ An, được cho khe của Hưng Nghệ An. Đức Italia, Hoàng Triều đang yêu cầu các người đồng đội của mình phải thi đấu nhiệt huyết hơn. Đây là những hình ảnh đến từ lượt thi đấu thứ hai giữa ADFC và The Spear tại sân NCT Football, vòng xoay Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Bàn ghế huấn luyện khắc bá sẽ có sự điều chỉnh về nhân sự. Trọng Hữu là người được tung vào sân cùng với Hoàng Thái. Tri Cổi, Anani, Hưng Nghệ An, Gia Huy, Natri. Đức Italia đã phá bóng an toàn. Vâng, MT Cá Trê cũng cố gắng có những khoảnh khắc cho anh Công Thành của mình, ngoài hình ảnh và còn video clip. Thành Bang, Huy Toyota, phản công Trọng Hữu, Duy Khánh, Đức Italia, xin cảm ơn Thông Lê. Lần này lỗi thuộc về Vĩnh Hưng. Không cần phải giải bóng quá quyết liệt các anh em. Sức khỏe của các anh em mới là điều cần thiết. Sau trận đấu này chúng ta vẫn còn công việc, gia đình chờ đợi các anh em. Hoàng Triều sẽ là người thực hiện quả đá phạt sau khi Hưng Nghệ An đã phạm lỗi cùng với chân sút của Đà Xuê. Cú đá hơi mạnh của Hoàng Triều. Tuy chưa có được bàn thắng nhưng mà Đà Xuê sau những sự điều chỉnh về nhân sự đã dần dần thi đấu tỉnh táo hơn.
các sản xuất chủ lực của đội bóng này vẫn chưa được tung vào sân như là Huy Thông, Thạch Imra, Tiến Luca. Hôm nay cũng có Minh Tiến có bổ sung trong đội hình, đứa con trai của thằng Gió. Vũ Phong. Thanh Nhàn đối đầu cùng với nước Italia, lỗi thuộc về Thanh Nhàn. Kỳ Neymar đã được rút cho ra nghỉ trong hiệp đấu thứ nhất, kỳ Neymar chưa thể phối hợp. Đường treo bóng khá nguy hiểm của Ngọc Đức, tuy nhiên là người đồng đội không hiểu ý. Đường chuyền dành cho chiếc xúc mang áo số 19. À không, đó là số 15. Hoàng Thái. Hưng Nghệ An. Và cái bóng tốt của Hưng Nghệ An. Thành Bang. Hoàng Triều là người băng ra. Hoàng Triều đã kịp thời hóa giải tình huống thoát súng của Thành Bang. Vũ Phong. Phong bò né. Thành Bang. Địa chỉ chính xác cho Thanh Nhàn, tuy nhiên là hai chi chúc của Dorsby đã vây quanh Thanh Nhàn. Và trận bóng của Trọng Hữu. Vĩnh Hưng. Lực lượng của NLC ở mùa giải này khá đồng đều. Và bóng chưa hiểu ý. Ngoài tổ đấu hiện tại thì anh em còn có những cái tên như là Lưu Bảo Thiện, Thanh Huy, Ngọc Thiện, Huỳnh Trọng. Cơ hội Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, Anani. Không được. Chiếc điểm của Anani đã chạm vào hậu vệ. Đà Spear phản công cho tốc độ. Hưng Nghệ An đã kịp thời lùi về. Đinh Hiền. Thời gian đầu này thì Đinh Hiền đang thi đấu có vẻ thoải mái hơn. Những người đồng đội nơi vị trí tiền vệ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, không hề có lỗi trong pha bóng vừa rồi. Trọng Hữu. Tri Củi. Anani phản công cho anh em Thành Bang. Thành Bang dưới điểm bằng chân trái. Vào. Tiếng Luca đã dự đoán đúng với tình huống dứt điểm đến từ Thành Bang. 3-0. Cú đá này không hề có nhiều cơ hội cho thủ thành Hữu Huy với những tình huống dứt điểm chìm tại sân bãi. Bóng đều lập bập rất khó chịu. Hoàng Thái. Đờ Sphere thi đấu không thành công là do mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Tiền vệ trung tâm của tốc độ trở thành người tàn hình ở hiệp bóng này. Đinh Hiền. Việc này khiến cho Kiệt Neymar hoàn toàn bị cô lập trên hàng công. Thành Bang. Cơ hội được cho khe hay của Thành Bang dành cho Thanh Nhàn. Đức Italia. Thanh Nhàn. Thành Bang. Vẫn còn. Được treo bóng. Chưa được. Với sự góp mặt của Thành Bang thì Anani sẽ có nhiều cơ hội nơi cột 2. Điều mà Anani không thường xuyên được các người đồng đội hỗ trợ cho mình. Huy Thông sẽ được tung vào sân với thế trận có phần nghiêng về đối thủ. Sự góp mặt của Huy Thông sẽ củng cố nơi hành lang cánh. Huy Thông cũng có khả năng đối đầu với Thành Bang. Hoàng Triều. Cặp đôi Hoàng Triều và Huy Thông rất chất lượng. Và một bóng chiến thuật của Trọng Hữu, Đức Italia. Lại là Anani. Đây cơ hội Anani. Chờ đợi các bạn. Anani dứt điểm quá lành. Hoàng Triều. Cú đá đi đúng vào vị trí của thành hữu Huy Toyota. Tuy nhiên trước đó thì Anani cũng đã loại bỏ hậu vệ của Đà Xuyên. Đức Italia. Cách biệt vẫn đang là 3 bàn. Minh Tuấn.
Anani. Anani muốn phối hợp với Thành Bay. Tuy nhiên hậu vệ của Da Spear đã bắt bài phản công. Đức Italia, Đức Italia đã hơi lưỡng lự. Minh Tuấn, Thành Bang, Thành Bang đối đầu cùng với Huy Thông. Minh Tuấn, Minh Tuấn, Minh Quốc cũng đã được tung vào sân. Minh Quốc đăng ký với tên là Quốc Tiên Giang. Cú đá từ xa, Hữu Huy. Wow. Cú đúp cho Thành Bang 4-0 nghiêng về ADFC. Thành Bang đã chọn vị trí cực kỳ khôn ngoan nơi cột 2. Natri là người tung ra pha dứt điểm từ xa vừa rồi. Và cơ hội đã đến với Thành Bang. Thành Bang sẽ làm được cú đúp trong lượt trận đầu tiên. Màu áo của NFC. Đình Hèn được truyền dành cho Trọng Hữu. Thanh Huy. Vũ Phong. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp đấu đầu tiên khuôn khổ giải bóng đá Tứ Hùng NCT Football Tournament Mừng Xuân Giáp Thìn giữa anh em và The Sphere. Tỷ số đang là 4-0. Trong đó là một cú đúp của Thành Bang. Minh Tuấn, Đinh Hiền. Sau trận đấu này sẽ Natri tiếp đất chưa tốt mấy bạn. Vâng, cánh tay của Natri đã chạm vào đất trước mấy bạn ơi. Tuy nhiên thì anh Tri sẽ tiếp tục thi đấu. Minh Tuấn, Ngọc Thiện, chủ sân Kingsport đã được tung vào sân. Minh Tuấn, Anani, Ngọc Thiện, anh Thiện cũng thường xuyên tổ chức live stream các trận đấu ở sân của mình. Cảm ơn anh Thiện đã lưu giữ lại những khoảnh khắc cho các tài năng bóng đá của Hưng Bình Đại. Hoàng Triều, Hoàng Triều với Đinh Hiền. Vũ Phong. Trận đấu đầu tiên sẽ kết thúc với tỷ số là 4-0 nghiêng về ADFC. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hai. Tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ.
tay trong tay ra sân cùng với quả bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam khát khao chiến thắng. Trong tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Ta cùng trở lại với những biến chính của hiệp đấu thứ hai, cặp đấu giữa NAFC và Der Spear, khuôn khổ giải bóng đá NCT Football Tournament năm 2024. Với cú đúp của Thành Bang thì NAFC đang tạm dẫn trước Der Spear tốc độ với số là 4-0 sau khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Hiệp hai sẽ được bắt đầu. Sắc cam sẽ là trang phục thi đấu của tốc độ và đội bóng này sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Anh em sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải và thi đấu trong một sắc xanh. Đây là Ngọc Thiện, Thành Huy, Huỳnh Trọng. Thành Huy tiếp bóng rất tốt. Ngọc Thiện Ngọc Thiện Thành Imra rất nhịp nhàng. Tổ đấu này của The Spear đang phối hợp mạch lạc hơn. Tắt em ra. Lỗi thuộc về tắt em ra. Úc Thạch thi đấu rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, không chỉ Tiền Giang, Mỹ Tho mà còn Bến Tre. Bóng đã chạm tay, chuyền xúc đến từ NAFC. Hoàng Triều, Minh Quốc, một đường chuyền chưa thật sự chính xác. Huỳnh Trọng, Minh Tuấn,
Huỳnh Trọng. Bóng đã chạm vào Quốc Tiền Giang. Minh Tuấn. Trên trận đấu này đã diễn ra lượt trận giữa Nam Hòa Phát cùng với Phẩm Lê Sport. Ngọc Thiện, Huỳnh Trọng đá biên cho Anna FC. Minh Tuấn không vào, cú đá khá nguy hiểm bằng chân phải đến từ chuyển xuất của Anna FC. Quốc Tiền Giang. Và bóng dài của Quốc Tiền Giang dành cho Hoàng Triều. Bảo Thiện, Lưu Bảo Thiện đã được tung vào sân phía Đại FC. Bảo Thiện đã thay cho Đinh Hiền. Ngọc Thiện. Và xử lý tốt của Ngọc Thiện, mặc dù đường chuyền trước đó là hơi non cho chủ sân Kingsport. Được bóng vào trong, Gia Huy. Phong bò né không có gì nguy hiểm. Tình huống đó chạm bóng bằng đầu, đó là một đường chuyền đến từ Hoàng Triều. Quốc Tiền Giang. Vũ Phong khá tự tin. Cách biệt vẫn đang là 4 bàn nhìn về AFC. Thành Huy. Minh Tuấn. Tiền vệ của Đà Sphere đang đã hiệu quả hơn trong hai. Hoàng Triều, điều này giúp cho đoàn quân sắc cam. Tuy nhiên thì việc tìm đến cầu bộ khung thành của Vũ Phong Huỳnh cũng đang không hề dễ dàng, khi mà Lư Bảo Thiện đã được tung bò sân. Minh Tuấn vẫn còn không vào. Bảo Thiện là người vừa cứu thua cho Vũ Phong Huỳnh và cả AFC. Không có Bảo Thiện thì bóng sẽ đi vào trong lưới, chắc chắn là bàn thắng nghiêng về tốc độ. Đá vào góc cho Quốc Tiền Giang. Minh Quốc cũng có một chiều cao khá tốt. Đường chuyền hơi non của Minh Quốc. Ngọc Thiện. Minh Tuấn. Vào. 5-0. Huỳnh Trọng là người ghi bàn. Mình chúng ta cũng đã biết đến Huỳnh Trọng trong áo Jerry Hanson. 5-0 cho anh em FC. Đá bóng của chủ tịch Anadi. Gia Huy. Không, đây là Hoài Triều. Huy Thông. Chưa được Huy Thông, không kịp thời ban lên. Minh Tuấn. Thanh Huy. Thanh Huy qua người. Đợt tấn công đã bị hóa giải. Không kịp. Đã bị bóc bóng Minh Tuấn. Cơ hội cho anh em. Bóng đã chạm vào Quốc Tiền Giang trước khi đi ra ngoài. Đá một góc cho anh em Quốc Tiền Giang. Các cầu đấu của The Spear cũng không phải ở Bến Tre Tiền Giang mà ở thành phố Hồ Chí Minh mới sắp xếp thời gian về thi đấu các bạn. Hoan hô tinh thần thể dục thể thao của các anh em. Tắt im ra. Gia Kiệt. Đá biên cho The Spear. Huy Thông. Hoàng Triều. Minh Tuấn là người theo sát Hoàng Triều.
Không, đó là Bảo Thiện. Huy Thông, anh em đang chủ động nhường lại thế trận cho Đò Smear cũng thật dễ hiểu. Anh em cần phải giữ gìn lực lượng cho lượt trận tiếp theo. Tình huống pha bóng dứt khoát. Tuy nhiên Đò Smear vẫn còn cơ hội mang huy chương nếu như chưa có được kết quả tốt trong lượt đấu này. Tất cả các tấm huy chương đều đáng trân trọng các bạn. Đây cơ hội cho Hoàng Triều. Hoàng Triều đảo chân. Cơ hội đã trôi qua Huỳnh Trọng. Huỳnh Trọng vừa mới ghi thẻ bàn thắng thứ 5. Đường chuyển tiếp theo là quá mạnh so với đà di chuyển của cầu thủ này. Trận đấu vẫn đang được phát sóng trọn vẹn trên nền tảng truyền thông thể thao Fanpage Gold Airplay và NCT 74 Sport. Xin cảm ơn Như Ý, Duyên Hoài Nhân, Phát Na Đi, Lê Long Triều, Hoàng Minh. Minh Quốc, Thạch Im Ra đã bị đau. Một sự thay đổi người bắt buộc đến từ chủ tịch Đức Italia. Gia Huy, Thanh Huy, Hoàng Triều, Quốc Tiền Giang. Quốc Tiền Giang đối đầu cùng với Huỳnh Trọng, có thể đưa bóng vào trong hay không? Vũ Phong Huỳnh đã chọn vị trí hay. Trong hiệp 1 thì anh Đinh Hiền đến từ màn cửa Kiều Hiền là một trong những yếu tố giúp cho anh em FC và Vũ Phong giữ sạch được mảnh lưới của mình. Bước sang hiệp 2 thì Lưu Bảo Thiện đã vào thay cho Đinh Hiền. Sự thay đổi người tiếp theo sau lượt trận này sẽ tiếp tục là lượt trận tranh hạng 3. Huy Thông là người được cho ra nghỉ, Minh Acker là người vào thay. Minh Quốc, Gia Huy, lỗi kéo người cùng với Thanh Huy. Việc kiệt Neymar rời sân cũng làm giảm đi sức mạnh khả năng phối hợp đến từ Đò Smear trong hiệp 2. Tuy nhiên thì Minh Quốc cho Minh Tiến cho rằng là không có người làm banh cho kiệt Neymar trận đấu vừa rồi. Minh Tiến là một trong những cầu thủ có lối thi đấu tư duy. Ngọc Thiện, Kudachim, Menager, Bảo Thiện. Minh Phương cũng là tung vào sân. Tình huống pha bóng an toàn đến từ Vũ Phong. Meragun. Tấn Minh. Bảo Thiện đang xử lý rất là chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Quốc Tiền Giang. Bảo Thiện. Bóng đã chạm tay của Quốc Tiền Giang. Rồi cú phá bóng gây đau lòng cho chủ sân rồi mấy bạn ơi. Đá phạt cho Ngọc Thiện. Anh Thiện cũng đã có cơ hội trước đó. Tuy nhiên thì quả đá phạt của anh đã chạm vào hậu vệ Minh Ác Gân. Ngọc Thiện, một tình huống dưới đêm chìm. Gia Kiệt, xin cảm ơn các anh em của Phạm Mơ Ly. Cảm ơn Mã Mở Mùi Mùi. Huỳnh Trọng, cơ hội phản công. Minh Phương,
Ngọc Thiện. Trong trận đấu thứ hai anh em không có xu hướng triển khai tấn công nhiều. Kịp không? Thanh Hoa. Thanh Hoa rất nỗ lực, tuy nhiên bóng đã trôi về phần cuối của sân. Hữu Huy Toyota. Minh Phương một pha hơi mất tập trung, bình tĩnh lại Dasmir. Dasmir đá chưa hiệu quả trong trận đấu này là do một số anh em không hiểu ý với nhau các bạn. Sau đó thì anh em ghi những bàn thắng liên tiếp khiến cho tốc độ bị áp lực liên tục. Thanh Hoa tuy chưa có được kết quả như ý trong lượt đấu này nhưng mà tốc độ vẫn còn cơ hội mang về nhà tấm huy chương. Menager. Duy Khánh. Huỳnh Trọng. Dasmir không thể phối hợp dài. Xin lỗi các bạn, không thể phối hợp ngắn, chỉ có thể thực hiện những đường chuyền dài trong hiệp 2. Hoàng Triều. Minh Phương. Đây. Chưa được. Cú đá của Hoàng Triều quan trọng. Cố lên Dasmir. Gia Huy với những nỗ lực của mình, tốc độ cũng phải có được ít nhất một bàn. Vẫn còn Hoàng Triều. Tiếng Luca. Vẫn còn. Vào phạt góc dành cho Hoàng Triều, bóng đã chạm vào Huỳnh Trọng trước khi đi ra ngoài. Đây. Đã chưa có một pha dứt điểm đến từ tiếng Luca. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp đấu thứ hai, cặp đấu giữa AFC và The Spear, khuôn khổ cho bóng đá NCT Football ở Stornaman. Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tỷ số đang là 5-0 nghiêng về AFC. Ngọc Thiện. The Spear thi đấu không hiệu quả trong mùa giải này là mất đi vị trí tiền vệ trung tâm. Có rất là nhiều cầu đấu nhưng mà lại thiếu đi cầu quan trọng khu vực trung lộ. Hữu Huy, người có thể tạo nên mắt xích liên kết cho các tuyến phía Đà Spear. Ngọc Thiện. Tuy nhiên thì chủ tịch Ngọc Đức Italia cũng đang trên con đường tìm kiếm bản hợp đồng cho mảnh ghép còn thiếu. Thanh Hoa, cú đá chưa đủ lực của Thanh Hoa. Ở lượt trận tiếp theo thì Canova, lá bài tẩy của chủ tịch Kenny Lu đã có khán giả đặc biệt của mình. Hoàng Triều. Minh Quốc. Ngọc Thiện. Từ từ thôi với anh em. Gia Huy. Vâng, một cú đá. Một cú đá gây nguy hiểm cho Bảo Thiện. Không hề có lỗi. Liên tiếp là những tình huống tranh chấp quyết liệt cùng với Ngọc Thiện. Anh Thiện cũng phải chia sẻ. The Spear đang bị dẫn trước đến 5 bàn. Bóng này phải vào bóng quyết liệt. Ngọc Thiện. Anh Thiện có một đường chuyền đầy cảm giác. Minh Phương. Hậu vệ của The Spear đã kịp thời lùi về. Đó là Kiệt Kiệt. Huỳnh Trọng. Kiệt Kiệt. Tiếng Luca. Phạt góc cho tiếng Luca. Hoàng Thái và chủ tịch Đức Italia lã bào thai cho Minh Quốc. Đức Tài cũng được trở lại sân. Tiếng Huỳnh. Hoàng Triều.
Hôm nay cũng có người bạn thân của Hoàng Triều, đó là Trí Mồi, Cu Mồi cổ vũ cho em. Huỳnh Trọng rất khéo. Minh Phương chưa được. Đức Italia. Hoàng Thái, Đoàn Thái không thực hiện đường truyền hướng đến, còn hai người đồng đội đã đứng chờ sẵn các bạn. Người đồng đội Hoàng Triều. Hoàng Triều đứng chờ lâu quá, đứng chống lạnh luôn mấy bạn ơi. Thanh Hoa, Ngọc Đức chưa được. Cơ hội liên tiếp đã được tạo ra. The Spear phải chắc chiêu cơ hội, những cơ hội dành cho mình. Ngọc Thiện, Huỳnh Trọng, cơ hội đây. Thanh không hề có lỗi của Đức Tài. Thanh Hoa đã chưa thể có một pha dứt điểm. Chưa được. Ngọc Thiện, pha bóng vừa rồi là Ngọc Đức đi bóng hơi lộ. Huỳnh Trọng, Vũ Phong. Tỷ số vẫn đang là 5-0, nhưng về NLC Tidersphere đã thi đấu tích cực hơn. Đây chưa được mấy bạn ơi. Tiền đạo của anh LC sợ thủ môn Hữu Huy bị đau nên dứt điểm quá nhẹ. Cơ hội đã trôi qua. Tuy nhiên thì cách biệt vẫn đang là 5 bàn, nghiêng về đá bóng của anh Ngọc Thiện. Lưu Bảo Thiện, mà em tí nữa là đã có bàn thắng. Chúng ta đang thi đấu khung thành của sân NCT Football chứ không phải là khung thành chuẩn Việt Football mấy bạn. Nên khung thành rộng lắm mấy bạn ơi. Hoàng Triều chỉ cần dứt điểm vào trong cầu môn là cơ hội ăn bàn khá cao so với những cú đá quá mạnh. Hoàng Triều chỉ cần chính xác thôi các bạn. Đức Italia. Huỳnh Trọng, Bảo Thiện, Huỳnh Trọng, Hoàng Triều đã chưa có đường chuyền cho Tiến Luca. Có thể là Hoàng Triều thực hiện tình huống phối hợp nhưng mà đường chuyền hơi sâu. Vũ Phong Huỳnh, Ngọc Thiện. Anh Thiện đang là người duy trì nhịp độ cho anh FC trong hiệp 2. Trong nửa đầu hiệp đấu thì anh Thiện cũng phải chịu sức ép liên tiếp đến từ các tình huống và bóng quyết liệt của những tiền vệ đến từ The Spear nhằm giành lại thế trận cho mình. Tiến Huỳnh bị bắt bài Ngọc Thiện. Vâng, vậy là anh FC sẽ có được chiến thắng trước đối thủ The Spear ở lượt trận này. Cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng ta cùng gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo.